Hơn 300 mẹ bầu đến tham gia hội thảo tiền sản với chủ đề "Đừng chủ quan với cảm cúm khi mang thai" đã giúp hội chường Bệnh viện Đa khoa Phương Đông bùng nổ hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh thời tiết vào hè, mùa dễ gặp phải những bệnh về đường hô hấp thì đây là một chương trình mang ý nghĩa thiết thực với các mẹ bầu. Trong khuôn khổ chương trình, chuyên gia của chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thanh Hương Lan đã có bài diễn thuyết cũng như giải đáp các thắc mắc của khán giả. Thì rất là mong muốn là mang đến sức khỏe thai kỳ một cách khỏe mạnh. Cho nên rất mong là có những cái buổi hội thảo như này để giúp các mẹ mang bầu hoặc đang chuẩn bị mang bầu hiểu hơn là vậy trong quá trình mang bầu mình cần phải đi thăm khám những gì. Bởi vì bằng y học hiện đại bây giờ những cái chẩn đoán trước sinh rất là tốt, đặc biệt là Bệnh Đa khoa Phương Đông sẽ giúp các mẹ bầu tìm hiểu các chế độ dinh dưỡng cũng như khám thai định kỳ hợp lý để phát hiện những cái bất thường sớm và mình khắc phục sớm để không ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ. Bên cạnh những kiến thức tiền sản hữu ích, các mẹ bầu đã được tham gia chương trình mini game trả lời câu hỏi và đem về rất nhiều các phần quà may mắn đến từ các nhà tài trợ Morinaga, Bubabay, Hip, Biotime, Fat Baby, Sokinovo. Không dừng lại ở đó, chương trình còn có các phần bốc thăm trúng thưởng dành cho các mẹ bầu đã đăng ký gói thai sản với tổng trị giá quà tặng lên tới hơn 70 triệu đồng. Gói thai sản giảm giá lên tới 50% cũng đã tìm được chủ nhân. Được các mẹ bầu đánh giá là một sân chơi bổ ích, hấp dẫn và sôi nổi, hội thảo thai sản "Đừng chủ quan với cảm cúm khi mang thai" là một trong những chương trình rất thành công của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Rất nhiều mẹ bầu đã quyết định đăng ký gói thai sản ngay trong khuôn khổ chương trình. 100% các mẹ bầu tham gia chương trình được nhận phần quà từ nhà tài trợ. Hơn 70% các mẹ bầu tham dự bốc thăm may mắn và trúng thưởng những phần quà giá trị. Có những mẹ bầu nhận được 3 phần thưởng cho các nội dung khác nhau của chương trình. Rất là may mắn thì em đã nhận được một phần quà đến từ hội thảo ạ. Thì em được giảm giá trực tiếp trên gói sinh là 50% ạ. Cảm xúc rất là bất ngờ và vẫn còn chưa tin. Mọi người xung quanh phải nhắc em nhớ ra em là số đấy ạ. Tôi rất là vui vì nhận được phần quà của chương trình. Và rất có giá trị, vừa giá trị về tinh thần, vừa giá trị vật chất nữa. Đây là đứa con đầu tiên của bọn anh. Thì bọn anh cũng tìm hiểu rất kỹ các nơi sinh khác rồi. Nhưng mà thành Phương Đông về cơ sở vật chất rất là tốt. Và thái độ phục vụ của nhân viên, bác sĩ rất là tốt. Anh mới chọn Phương Đông để làm nơi chào đời cho con đầu lòng của anh. Vâng. Anh đã hết niềm tin là Phương Đông. Mọi người nên tham gia thì vì hội thảo nó rất nhiều kiến thức bổ ích và có nhiều phần quà giá trị. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo thai sản trong thời gian tới. Rất nhiều các phần thưởng giá trị, nhiều quà tặng cùng gói ưu đãi thai sản giảm sâu đang tìm kiếm chủ nhân.